Ngày 23 tháng 9, đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội do Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, đã đến thăm hỏi động viên gia đình Đại úy Nguyễn Đình Khiêm đã hy sinh khi làm nhiệm vụ chống bão số 3 vừa qua. Cùng đi với đoàn có đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, huyện Yên Mô. Ngày 7 tháng 9, trong lúc đương đầu với bão số 3, Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm đã hy sinh anh dũng khi thấy đồng đội trượt chân có nguy cơ bị cây đè, gây nguy hiểm cho các đồng đội khác. Anh đã lao vào đỡ, bị cây đè vào người và ngã. Đồng đội và đơn vị đã đưa anh đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh không qua khỏi. Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm sinh ngày 6 tháng 11 năm 1997, nhập ngũ tháng 9 năm 2015. Gia đình thuộc diện khó khăn. Thương cha mẹ, anh đã nỗ lực học tập, rèn luyện với quyết tâm được phục vụ trong quân đội. Gia đình có 4 người con, ai cũng chăm ngoan học giỏi. Anh nhiều năm liền là học sinh giỏi, rồi thi đỗ vào trường sĩ quan công binh, mới lập gia đình cuối năm 2023 và được phong đại đội trưởng đại đội 3, tiểu đoàn 1, lữ đoàn công binh 513, quân khu 3. Với hành động dũng cảm quên mình vì nhiệm vụ, Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm đã được thăng quân hàm lên đại úy và Trung ương đoàn truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm. Chủ tịch nước truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Các đại biểu trong đoàn công tác đã thắp hương tưởng nhớ đến đại úy, thăm hỏi sức khỏe, động viên gia đình, vơi bớt nỗi buồn, ổn định tâm lý để tiếp tục lao động, học tập, công tác. Đoàn cũng đã ghi nhận những đề xuất của gia đình.